Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại channel của mình và mình là Thanh Hoa. Thì ngày hôm nay mình lại có hôm ngồi để mà bàn luận với mọi người về Sơn Lam lần nữa. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tới mọi người một sơ đồ mới cũng khá là phổ biến ở thời điểm hiện tại, đó chính là sơ đồ 4231 phiên bản. Mình sẽ áp đặt lối chơi lên đối phương luôn, sẽ không cho đối phương một cây hở nào cả. Và dĩ nhiên chưa xem video này đừng quên để lại mình một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử video này đã như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem thử sơ đồ 4231 này sẽ bao gồm những vị trí nào, mình sẽ gắn huấn luyện viên kỹ năng là sao nha. Esther thì mình sẽ được huấn luyện viên kỹ năng, đó chính là di chuyển ngay khi đỡ một nè, phản ứng ngay khi kêu rồi xâm nhập lại sút xoáy. Cái kỹ năng này nó sẽ giúp cho tiền đạo bạn chạy rất là nhanh nha, cực kỳ nhanh, và sút xoáy làm cho tiền đạo sút xoáy này giúp đê này ở ngoài vòng cấm chúng chuẩn xác hơn, hoặc cho gắn sút xa cũng được. Đây là bộ ba kỹ năng gần như là ngon nhất của tiền đạo rồi. Bộ ba tiền và tấn công thì mình sẽ gắn huấn luyện viên hơi giống nhau tí xíu. Cái quan trọng nhất vẫn là di chuyển ngay khi đỡ một nè, là phản ứng ngay khi kêu xâm nhập. Bởi vì đây là hai kỹ năng sẽ giúp cho cầu thủ của bạn á có thể đạt được cái tốc độ tối đa trong khoảng thời gian ngắn nhất, và đính kèm thêm một cái nữa có thể là khéo léo nè, có thể là xoáy, có thể là sút xa, có thể là xâm nhập vòng cấm cũng được. Nhưng cái quan trọng nhất là hai kỹ năng kia để chạy chứ cái đã. Phiên bản là phiên bản của chạy, phiên bản là phiên bản của sút xa, cho nên là những cái đó, cái huấn luyện viên đó rất quan trọng. Và ham chàng CDM thì cũng vậy, mình sẽ gắn huấn luyện viên kỹ năng, đó chính là sút xoáy hoặc là sút xa gắn với khéo léo nha. Cái khéo léo khá quan trọng, khéo léo là sẽ đính kèm một cái sút. Và cái tiếp theo mình còn lại, mình sẽ chọn là cái sút còn lại hoặc là cái đỡ bước một để giúp cho cầu thủ chạy nhanh hơn. Nhưng mà các bạn có thể chọn là sút xa, sút xoáy nè, để giúp cho những cú xa của CDM có thể dễ vào hơn, kể cả giúp D hay bấm D thường không vào được, và khéo léo để tranh chấp, để lắng tốt hơn nha. Bắt buộc phải có cái này nha anh em nha. Và cái đỡ bước một cũng vậy, nếu có thì để giúp cho CDM chạy nhanh hơn cho những pha cần thiết. Và bộ tứ hậu vệ thì mình sẽ để huấn luyện viên kỹ năng quan trọng nhất là khéo léo nè, với lại tổ chức, hoặc là khéo léo với lại tắt bóng nha. Đây là hai cái quan trọng nè. Khi mà các bạn có được khéo léo hoặc tổ chức hoặc là khéo tắt bóng rồi thì mình sẽ đính kèm thêm một cái nữa, thì sẽ ra là khéo léo, tắt bóng với lại tổ chức, đó là bộ ba kỹ năng ngon nhất. Còn không thì bạn có hai trong ba cái đó thôi. Quan trọng nhất là khéo léo để lấn cái đã. À, sẽ ổn áp hơn. Và GK thì mình sẽ để là cản phá sút khoảng cách trung bình nè, cản phá sút, thêm cái cản phá sút tầm thấp, hoặc là thêm một cái cản phá sút cự ly gần này kia được cũng được. Nhưng mà cái này là quan trọng nhất, để một cái cản sút xa, một cái cản sút xoáy sẽ tốt hơn. Và nhà quản lý của sơ đồ này thì mình sẽ để huấn luyện viên kỹ năng, đó chính là Marco Rossi. Và huấn luyện viên kỹ năng này có tốc độ sút với tốc độ chạy rất là quan trọng ở thời điểm hiện tại luôn á chứ. Và tiếp theo là phần chiến thuật đơn cũng như chiến thuật đội của sơ đồ 4231 này. Ở phần phòng thủ của chiến thuật đội thì mình sẽ đặc biệt tí xíu nha. Phòng thủ mình sẽ để là áp lực khi xử lý bóng lỗi. Đây là một chiến thuật khá là hay á, rộng 5 thấp 4 rồi. Trước đây thì mình sẽ để lui về đúng không, nhưng bây giờ nếu như bạn để lui về thì đôi khi các bạn sẽ bị những pha sút xa rất là nhiều. Vì đôi khi mình lui về mình lui sát quá, vậy khoảng trống chuyển giữa sân á sẽ rất nhiều để cho đối phương có thể phối hợp. Và lần này mình sẽ để là áp lực khi xử lý bóng lỗi. Lối thủ này giống như mô phỏng bên tay phải á, các bạn thấy là khi mà đối phương lui về truyền về phần sân nhà của họ quá lâu á thì tất cả những cầu thủ của mình họ sẽ pressing lên, đè lên. Nhưng khi đối phương họ chuyển khai banh, họ đẩy lên phần giữa sân ra thì cầu thủ của mình họ sẽ lui về lại, giống như lui về đó. Cho nên chiến thuật này rất là lợi ở chỗ là mình là áp đặt lối chơi nhanh và mình có thể lui về phòng ngự cần thiết. Rộng 5 thôi, để cái mức gọi là thủ ở tuyến giữa của mình nó ổn áp hơn tí xíu. Họ có thể dẹt cánh á, nhưng mà 4-2-3-1 này vẫn có thể thủ cánh được, bởi vì hai chàng tiền vệ mà tấn công được cánh á, họ lui về lại thì giúp cho phòng ngự mình tốt hơn. Cái thấp này mình đẩy lên 4 nha, để hạn chế những pha sút xa. Phiên bản là phiên bản sút xa rất là ghê, họ có thể chọc khe truyền dài của các bạn á, nhưng mà lúc đó thì rất khó, bởi đội này khi thủ đông truyền dài hơi khó, nhưng mà hạn chế pha sút xa dễ thủ hơn. Ở phần tấn công á thì mình sẽ để xây dựng lối chơi là cân bằng nha, rộng 6, cầu thủ cho vòng cấm sẽ là 9, phạt góc là 1 thôi và đá phạt sẽ là 2. Ở lối chơi thì mình không để truyền dài, cũng không để chuyển hóa nhanh, mà sẽ là cân bằng, bởi vì đội này á khi mà cái áp lực xử lý lỗi nó làm cho cầu thủ mình tốn thể lực rất là nhiều rồi. Và cái chuyền dài hay chuyển dài phải nhanh á, nó sẽ làm cho tiền đạo của bạn rất là tốn thể lực, với lại cái lối chơi nó sẽ hơi cập rập tí xíu. Với 4-2-1 này nó chính là lối chơi chuyền ngắn và lối chơi ban bật là chủ yếu, cho nên những pha chuyền dài thẳng lên từ CDM lên SC này kia là không thiết trong đội này, và nó sẽ dễ tạo ra những pha bị phản công và nó dễ bị mất cái nhịp banh trong pha phối hợp nữa. Rộng 6 để cho những pha tấn công cánh vẫn có, nhưng vẫn vừa đủ để mình có thể phối hợp, vừa đủ để mình có thể đủ tạt vào trong những pha góc gần ra, và đủ có thể cải thiện phá đi những pha bắt bài. Cầu thủ trong cấm sẽ là 9 để cho nhiều cầu thủ trong cấm hơn, và đặc biệt 2CM ảnh cũng sẽ chạy lên cấm luôn để có thể tung ra những cú xa khi mình truyền vào tuyến 2, để giúp cho cái lối đá của mình nó nhịp nhàng hơn, và càng nhiều cầu thủ trong cấm thì phối hợp cũng dễ dàng hơn rất là nhiều.
Phạt góc thì mình sẽ để là 1 đây. Đá phạt sẽ là 2 ha. Sẽ hạn chế phạm vi tấn công trong những tình huống cố định thôi, muốn hạn chế tối đa. Và xu hướng thì mình sẽ để là chung. Để chung để có thể phối hợp nhịp nhàng hơn, tấn công dễ dàng, các bạn có thể phòng ngự cũng được, nhưng mà phòng thủ thì đôi khi tấn công nó rất là chậm. Mình muốn đánh này nó nhanh một tí xíu, 4-2-3-1 cơ bản đã chậm sẵn rồi. Còn về chiến thuật đơn của từng cầu thủ thì tiền đạo mình sẽ để là công 3 và thủ 1 nha. Sẽ nách luôn hỗ trợ phòng thủ nha, đánh chặn thông thường và chạy chỗ AR1, S1 chắc chắn là đây sẽ là bộ khung chiến thuật khá là ổn áp ở thời điểm hiện tại của sơ đồ này, của bất kỳ sơ đồ nào luôn á. Và đặc biệt hơn nếu bạn để ý thì dạo này mình để tiền đạo luôn hỗ trợ phòng thủ rất là nhiều, bởi vì phiên bản hiện tại là phiên bản á, phản công nhanh nè, sút xa dễ vô nè, ra cánh cũng rất dễ tấn công. Cái tấn công bây giờ rất dễ ghi bàn, cho nên mình muốn hàng phòng ngự của mình nó chắc chắn hơn tí xíu, cho nên tất cả cầu thủ họ phải lui về cái đã, để cho cái lối thủ của mình nó an toàn nhất và nó chắc chắn nhất. Nên chọn những tiền đạo khả năng truyền tốt nha, có khả năng sút xa tốt, có khả năng chạy tốt, chắc chắn là điều đó rất là cần cho bất kỳ tiền đạo nào rồi. Và có khả năng dứt điểm, nếu như 2 chân 5 cũng được, còn nếu không thì 5-4, nhưng mà 5-4 thì phải bù lại những cái kỹ năng như sút xa hay là tốc độ phải cao, nhưng mình vẫn ưu tiên 2 chân 5. Ronaldo de Lima nè, CR7 nè, Eusebio nè, kể cả Pele vẫn hợp vị trí này nha, và cả Shevchenko chắc chắn là đó là những cầu thủ rất là hợp cho vị trí SC này. Một tiền đạo và chạy cực kỳ nhanh. Và bộ ba tiền và tấn công thì mình sẽ để chiến đơn giống nhau, luôn hỗ trợ phòng ngự nè, đánh chặn thông thường, duy trì vị trí, hỗ trợ tạt bóng cân bằng, và xu hướng sẽ là công 3 và thủ 2. Cái quan trọng nhất là luôn hỗ trợ phòng ngự. Ở đây là đội này mình để cho họ thủ rất là cao, bởi vì cái sơ đồ áp lực khi xử lý bóng rổ ở phần trước đội nó sẽ làm cho cầu thủ của bạn dâng rất là cao lên khi mà đối phương chuyền vào sân nhà của họ. Nhưng nếu như mà bạn không để luôn hỗ trợ phòng ngự này thì khi mà đối phương qua được vạch nửa sân nữa thì những cầu thủ phần tuyến trên lui về rất là chậm. Cái điều này sẽ giúp cho tuyến trên của bạn lui về nhanh hơn và hàng thủ của bạn nó đông hơn, chắc chắn hơn rất là nhiều. Và đây là sẽ là bộ ba tấn công này rất quan trọng nha. Tấn công cũng dựa vào bộ ba này, phòng thủ cũng dựa vào bộ ba này. Và đây sẽ là ba người luôn luôn kiến thiết lối chơi này, kiến thiết cái lối chơi của các bạn dễ dàng nhịp nhàng hơn, chuẩn xác hơn. Nên chọn những cầu thủ có, thứ nhất phải truyền tốt, rõ ràng là phải có khả năng truyền. Thứ hai là có thể lực tí xíu, bởi vì vị trí này là vị trí sẽ rất tốn thể lực. Nếu thể lực ít thì đá tầm khoảng phút 60-70 thì thể lực của ba cầu thủ này sẽ rất tốn, rất là nhanh và hết thể lực. Và thứ ba nữa là sút xa. Rõ ràng phiên bản là phiên bản sút xa, phiên bản của sút xoáy, thì những cầu thủ đó phải sút tốt cái đã, sút được, truyền được và phải chạy được đó. Bởi vì sơ đồ này đôi khi mình phụ thuộc vô SC chạy, đúng không? Phải đâu, ba nhà tiền vệ này họ cũng chạy rất nhiều nữa, nên phải là chạy tốt nữa thì nó sẽ ok hơn. Còn nếu như mà chạy hanh cánh phải chạy nhanh hơn nha. CAM thì đôi khi chạy chậm xíu cũng không sao, quan trọng là phải sút, phải truyền tốt cái đã, phòng ngự tốt xíu nữa càng tốt, và thân nha, đặc biệt thân phải đậm người xíu lắng được càng quá hơn, đặc biệt vị trí CAM thì có thể chọn Zidane, Eusebio, Pele, Kevin De Bruyne, Gullit nè, kể cả CR7 vẫn đá được ở vị trí này, CR7 return hay CR7 CC. Và tiếp theo là hai vị trí CDM, mình sẽ để xu hướng giống nhau ra, công 2 và thủ 3. Tấn công cân bằng, phòng thủ trung bình, phòng thủ ở biên và đánh chặn thông thường. Thì đây là hai vị trí cũng cực kỳ quan trọng. Khi tấn công mình vẫn cần hai anh chàng này, còn khi phòng ngự rõ ràng là hai vị trí này rõ ràng quá là quan trọng luôn. Ở đây mình sẽ để phòng thủ ở biên thôi. Phòng thủ ở biên này đôi khi vẫn dạt ra biên thực sự, nhưng mà mình vẫn cần ở tuyến giữa, đúng không? Thì không sao, ba anh chàng CDM này sẽ lui về và đôi khi hai CM vẫn khít lại nữa, sẽ tạo ra cái vụ không tấn công ở tuyến giữa rất là đông. Và dạt biên thì đôi khi mình vẫn thủ được để hạn chế những pha tấn công cánh của đối thủ á. Thì khi tấn công hai anh chàng CDM này họ sẽ chạy lên và họ sút xa, họ có thể xâm nhập vòng cấm. Rõ ràng rồi, khả năng cần nhất của hai anh chàng CDM này phải là truyền nha, phải là sút xa nha, phải là sự phối hợp. Và đặc biệt hơn là những cầu thủ đó phải có khả năng phòng ngự ít thôi cũng được, không cần phòng ngự mạnh lắm đâu, phòng ngự ít thôi, thân cao trên 1m8 là ok, chủ yếu là các đường truyền là chủ yếu. Bởi vì phòng ngự các banh mình sẽ giao cho 4 phòng ngự phía dưới, có thể là Toni Kroos, là Ruud Gullit, là Lothar Matthäus, là có thể là Savic hay Lampard đều đã tốt ở những vị trí này, đây là vị trí khá quan trọng. Còn về bộ tứ hậu vệ thì mình sẽ để xu hướng sẽ là công 2 thủ 3, AR2 nha, hai hậu vệ cánh. Và CB thì mình sẽ để công 1 và thủ 3 này, giữ vị trí đánh nhận thường nè. Hai chàng cánh thì mình vẫn muốn 4 nhà hậu vệ ở nhà cái đã. Trong cái phiên bản, tại phiên bản phản công nhanh mà, cho nên mình để 4 hậu vệ ở nhà luôn. Để khi mà đối phương có phản công thì mình vẫn còn 4 người để có thể kèm đối phương, 2 CB để bọc lót này kia rồi nó an toàn hơn rất là nhiều. Và đây sẽ là sơ đồ khá là chuẩn bài, chuẩn chỉ tất cả mọi thứ. Bởi vì khi phòng ngự các bạn có 2 hậu vệ cánh, nhưng vẫn để công 2 nha. Công 2 để làm gì đấy, phải không? Để hỗ trợ 2 CDM và hỗ trợ 2 anh chàng tiền vệ tấn công và lật cánh á. Để khi mà bí bài vẫn có người để chuyền về. Còn nếu như 4 hậu vệ này ở nhà luôn, công 1 thứ 3 luôn thì rất dễ bị bắt bài và các bạn không biết truyền cho ai, rất dễ phản công. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cách vận hành của sơ đồ 4-2-3-1 này sẽ như thế nào nha. Thì khi mà phòng ngự, cái sơ đồ này sẽ ưu tiên là thủ ở phần sân của đối phương nhiều hơn. Khi mà đối phương qua sân của mình đó thì cầu thủ mình họ cũng sẽ lui về,
đặc biệt là bộ tứ hậu vệ họ luôn luôn ở nhà để hạn chế những pha phản công của đối thủ. Sau đó khi cướp banh mình sẽ tung nào hướng phản công. Và cái chiến thuật áp lực này còn lợi cái nữa, khi mà đang phản công mà mình bị mất banh thì những cầu thủ đang tấn công họ sẽ pressing ngay lập tức vào cầu thủ đang có banh nữa, làm cho đối phương bị hạn chế cái đường truyền, hạn chế khả năng kiểm soát bóng, và lúc đó mình lại tiếp tục lấy banh. Và dĩ nhiên sẽ không thể thiếu cái khả năng ban bật đỉnh cao của sơ đồ 4-2-3-1 nữa. Đây là một sơ đồ mà các bạn tung ra những đường truyền rất dễ luôn, bởi vì một cầu thủ sẽ có từ 3 đến 4 hướng để truyền, cho nên khả năng bị bắt bài của mình rất là khó. Và lối đá này các bạn có thể phối hợp tới tận khung thành của đối phương và tung ra cú sút gần này, hoặc là có thể tung ra những cú sút xa, rất là đa dạng cho những pha phản công. Cho nên khi sử dụng đội hình này, cố gắng hãy đưa banh qua phần sân của đối phương trước bằng những đường truyền cái đã. Khi mình đã áp sát được cái khung thành của đối phương đó, đừng có vội, bởi vì nếu như cho dù mình có bị mất banh thì mình vẫn có thể lấy lại rất là nhanh, bởi vì sau cái đó là những cầu thủ mình họ sẽ áp sát, họ sẽ pressing tầm cao đối với lại đội bạn luôn. Và đó là toàn bộ chi tiết về nhà quản lý nè, chiến thuật đội nè, chiến thuật đơn nè, cách vận hành của sơ đồ 4-2-3-1, áp lực lớn, áp lực áp đặt lối chơi ở thời điểm hiện tại. Và dĩ nhiên với mỗi sơ đồ sẽ có rất là nhiều cách vận hành khác nhau, và với mỗi cách vận hành cũng sẽ có rất là nhiều sơ đồ khác nhau để áp dụng lối chơi đó. Và các bạn có thể comment phía dưới phần bình luận những sơ đồ nào, những lối chơi nào mà các bạn muốn xem trên kênh của mình, và chúng ta sẽ cùng bàn luận với nhau về điều đó. Và đừng quên để lại mình một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn mà đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.